Mà quý vị và các bạn theo dõi thông tin mà chúng tôi vừa nhận được để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính ngành thông tin và truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đề nghị giải quyết thủ tục hành chính ngành thông tin và truyền thông như sau tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính ngành thông tin và truyền thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh trong 14 ngày kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2021. Quý cơ quan đơn vị khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính ngành thông tin và truyền thông thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Cổng Dịch vụ Công của tỉnh tại địa chỉ HTTPS 2.2 xuyệt dịch vụ công tây ninh gov vn Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại địa chỉ HTTPS 2.2 xuyệt dịch vụ công gov vn cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo và ứng dụng Tây Ninh Smart. Các điểm bưu chính thuộc hệ thống bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bao gồm bưu điện tỉnh, huyện, xã hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900 561 563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắt, đề nghị liên hệ bà Nguyễn Thị Kim Hà, công chức đầu mối thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại quầy Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính Công tỉnh thông qua số điện thoại 02763 922 009, bấm phím 6 để được hướng dẫn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ngành thông tin và truyền thông trong tình hình dịch bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin trên sóng phát thanh, truyền hình và các hạ tần số của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh.